Vừa rồi có một vị khán giả, nếu như ông Đô Huy ở Trào mà thắng trong cái bàn này thì sẽ có bó hoa là 500.000 đồng. Trường ở Kim Xá xin sự với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Khuê ở Sóc Sơn xin vào phá. Vậy ban tổ chức tôi thông báo tới bà con cô bác để tiện theo dõi kèo bàn này. Sau kèo bàn này thì ban tổ chức tôi xin mời ông Đô Long ở Trò. Ở đầu đèo 1 đã có ông Đô Cường ở Đan Phượng xin theo để người hang Đô chuẩn bị. Ở giải ba chính Đô Lực Nghệ An nhị thắng hai kèo, Đô Cường Đồng Kỵ xin theo. Ở giải ba phụ Đô Phụng của Đông Anh nhất thắng gặp Đô Khánh Đan Phượng, xin mời các đô chuẩn bị trang phục. Do điều kiện thời gian có hạn nên đề nghị các đô khi ban tổ chức nhắc đến tên thì đề nghị các đô chuẩn bị trang phục. Ban tổ chức mà gọi hai lần không thấy ông Đô xuất hiện trên sân sới, ban tổ chức sẽ tước quyền thi đấu của ông Đô đó và nhường sân sới khác sẽ vào theo. Đội Cường, người Đan Phượng xin vào theo. Hai đô nghe hiệu lệnh cho tài chống là thủ tục xe đài. Đây là keo vặt ở đầu lèo nhất với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Long ở Chờ xin giữ. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Cường ở Đan Phượng xin vào phá. Vậy ban tổ chức đã cho chúng tôi thông báo toàn thể nhân dân và bà con có bác tiện theo dõi kèo phần này. Trận đấu bắt đầu. Sau kèo phần này thì ban tổ chức chúng tôi xin mời ông Đô Toàn ở Thạch Thất đã nhất thắng một kèo trở về trước sân đài đã có ông Đô Phong ở Thăng Long xin phá. Mời Ado vào giữa sới chúng tôi công bố kết quả bằng một kỹ thuật đan tay gáy. Như vậy ông Đô Long chưa thắng, chưa thắng, chưa đô nào thắng hòa ấy. Vừa rồi trọng tài, vừa rồi ban tổ chức đã hội ý, vừa rồi Đô Long sử dụng một kỹ thuật phạm luật nên trọng tài đã gia tăng cắt trống. Sau kèo vật này, ban tổ chức đưa chúng tôi xin mời ông Đô Toàn đã nhất thắng một kèo trở về trước cái tài đã có ông Đô Phong ở Gia Lâm xin vào phá để người hàng Đô chuẩn bị. Đây là kèo vật đầu lèo nhất với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Long ở Chờ. Ban tổ chức tôi xin mời ông Đô Trường. Quần xám đai đỏ là ông Đô Toàn ở Thạch Thất đã nhất thắng một kèo với trận. Ban tổ chức tôi thông báo kèo vật vừa rồi ông Đô Toàn ở Thạch Thất đã toàn thắng. Đề nghị bà con cô bác cho ông Đô một tràng pháo tay. Người Đông Anh nhất thắng gặp Đô Khánh đơn vị Đan Phượng xin vào theo. Mời hai đô nghe hiệu lệnh cho tài chống làm thủ tục xe đài. Đây đều là những trận thi đấu giải nên đề nghị các đô thi đấu và cũng xe đài theo đúng luật vật dân tộc. Ban tổ chức cho chúng tôi xin thông báo đây là keo mặt giải 3B với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Phục ở Đông Anh đã nhất thắng một keo
với trang phục quần đen tay xanh đóng đô khánh ở đất phượng chi bà phá. Vậy ban tổ chức chúng tôi thông báo để bà con có bắt tiền tiêu thoái keo vật này. Sau cái vật này, ban tổ chức chúng tôi xin mời ông Đô Trường ở game sáng đã chiến thắng một keo trở về trước sân đài, đã có Đô Phú ở đất phượng xin theo để nghệ an đô chuẩn bị. Ngoài rồi, rất tiếc cho Đô Phú. Trong vật dân tộc, trên khuôn khổ các lễ hội làng, các đô thi đấu không cân trọng lượng cơ thể, các đô không tính lứa tuổi, các đô chỉ cần có đủ đức, đủ tài, đủ điều kiện sức khỏe là có thể về bàn ban tổ chức để đăng ký tham gia. Còn khi thi đấu các giải vật do liên đoàn vật tổ chức, các đô sẽ thi đấu theo lứa tuổi, theo hạng cân và thi đấu theo thời gian. Vâng, rất khôn ngoan. Trong vật dân tộc nói riêng và các loại hình thể thao nói chung, có thắng có thua, có công có thủ. Khi các đô giành được ưu thế, các đô sẽ thừa thắng xông lên. Còn khi các đô thất thủ, các đô sẽ tìm cách phi thân ra ngoài nhằm tránh miếng đánh của đối phương. Ngoài rồi, rất tiếc cho đồng phục. Đại ông trọng tài cho hàng đô tiếp tục thi đấu. Đây là keo vật thứ hai của giải 3B với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Phúc ở Đông Anh đã nhất thắng một keo. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Khánh ở Đan Phượng xin vào phá. Vậy ban tổ chức của chúng tôi thông báo để bà con có bác tiền theo dõi keo vật này. Sau keo vật này thì ban tổ chức chúng tôi xin mời ông Đô ở và game xá đã nhất thắng một keo trở về trước sân đài, đã có ông Đô Tuấn ở Đông Anh xin theo để nghe Đô chuẩn bị. Vâng, Đô Khánh đến từ quê hương Đan Phượng là một trong những đô với chuyên môn là vật dân tộc lên anh sử dụng đánh khố, cũng rất nhiều các kỹ thuật khố, nhưng do điều kiện ban tổ chức chưa chuẩn bị được những chiếc khố của nội dung vật dân tộc nên Đô Khánh phần nào hạn chế các kỹ thuật sở trường của mình. Sau keo vật này, ban tổ chức tôi xin mời ông Đô Trường và Nghiêm Sáng đã chiến thắng một keo trở về trước sân đài, đã có Ngô Tuấn ở Đông Anh tiếp theo. Vậy đề nghị hàng Đô chuẩn bị. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo ông Đô Đức giữ nèo thường ở Bắc Ninh đã có ông Đô Cường ở Tóc Sơ tiến phá. Ngoài rồi. Trọng tài nhắc hai đô thi đấu theo nghe theo hiệu lệnh của trọng tài chống cũng như trọng tài thảo. Đây là keo vật giải 3B với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Phục ở Đông Anh đã nhất thắng một keo. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Khánh ở Đan Phượng xin vào theo. Vậy ban tổ chức của tôi thông báo để bà con có bắt tiền theo dõi keo vật này. Xin bà con có bác cho hàng đô một tràng pháo tay thật lớn không ạ? Vâng, xin cảm ơn bà con có bác để khích lệ tinh thần cho hàng đô thi đấu thật tốt. Chưa được, ngoài rồi. Cho hai đô rẻ nào. Vâng, mời ban tổ chức tôi xin mời ai là chủ nhân của chiếc ví thì trở về ban tổ chức để nhận cho. Đây kéo trong tay. Ban tổ chức tôi xin thông báo bên tay phải ông trọng tài là ông Đô Đức ở Bắc Ninh xin giữ, bên tay trái trọng tài là ông Đô Cường ở Sóc Sơn xin phá. Vậy ban tổ chức tôi mời ông trọng tài cho hàng đô xe đài và thi đấu cho. Ở đầu lượt 1, Đô Long chờ nhất thắng Đô Dung Vĩnh Phúc xin vào theo, đề nghị hai đô chuẩn bị trang phục. Cho hai đồng
kéo vật nèo thường, với trang phục quần đen tai đỏ là ông Đô Đức ở Bắc Ninh xin giữ, với trang phục quần xanh tai xanh là ông Đô Cuồng ở Sóc Sơn xin bà phá. Vậy ban tổ chức đội chúng tôi thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi kéo vật này. Ban tổ chức chúng tôi xin mời ông Đô Dũng ở Vĩnh Phúc xin một bên tay trái trọng tài là ông Đô Dũng ở Vĩnh Phúc xin vào phá. Vậy ban tổ chức tôi đề nghị ông trọng tài cho ông Đô xe đài và thi đấu cho. Ban tổ chức tôi xin mời ông Đô Phúc và Thạch Thất nhất thắng một kèo trở về trước màn ban tổ chức. Trở lại ông Huy ở sân Tây vào theo ông Đô Phúc để ngày ông Đô trở về trước sân đài. Quần đen tai đỏ là ông Đô Long ở Chờ đã nhất thắng một kèo, với trang phục quần xanh đai xanh là ông Đô Dũng ở Vĩnh Phúc xin vào phá. Vậy ban tổ chức tôi thông báo để bà con có bác tiện theo dõi kèo vật này. Ban tổ chức tôi thông báo ông Đô Đức ở Bắc Ninh đã nhất thắng một kèo ở Lèo Thường. Vậy ban tổ chức xin mời các ông Đô ở các sân đã về chung vui vô làng chúng tôi thì về đến ban tổ chức để phá giải cho đồng. Đức hôm ấy mặt hay thật, căn bản là sới nhìn được xung quanh đen thơm này, dạ. Bảo con vật nữ thơm này, con ấy vật thì đa số nó rảnh rải. Nó không sau đây là nó chỉ là vào thách đấu trai nàng nhiều thôi chứ còn thách đấu trai nàng. Triệu sau rồi mấy người tài trợ nên là 6.5 triệu giải nữ. Chưa về đâu không ai. Đông mà. Đây đội này. Đứa Hải Phòng, đứa thì nói chung là khắp nơi. Nhưng vẫn trong một đội nhiều. Nếu mà Khánh Thành bao giờ cũng ấy mà tổ chức 8 triệu. Sau là có nhà tài trợ lên vào 16 triệu. Thank you.
Xin mời đôi đăng vào giữa sới. Chúng tôi xin mời ông Thanh trưởng thôn trao đầu lèo nhất cho ông Đô Lâm và chờ đã toàn thắng. Người mang đai đỏ xin giữ gặp Đô Huy đến từ Bắc Giang xin vào theo. Mời hai đô nghe hiệu lệnh cho tài chống làm thủ tục xe đài. Vừa rồi Đô Long đến từ thị trấn Chờ Bắc Ninh toàn thắng ở đầu lèo nhất, về bàn ban tổ chức xin giữ giải nhất. Xét thấy Đô Long có đủ sức đủ tài, ban tổ chức chấp thuận cho Đô Long tham gia giữ giải nhất. Đây là kêu vật của đầu lèo 2 với trang phục quần xanh đai đỏ là ông Đô Kỳ ở Ninh Bình xin giữ, với trang phục quần đen tai xanh là ông Đô Thủy ở Bắc Giang xin vào phá. Vậy ban tổ chức có thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi kêu mặt này. Vâng, rất khỏe. Đây là kêu vật thứ hai của giải 3B với trang phục quần đen tai xanh là ông Đô Phục ở Đông Anh đã nhất thắng một kêu, với trang phục quần đen tai xanh là ông Đô Khánh ở Đan Phượng xin vào phá. Vậy ban tổ chức cho chúng tôi thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi kêu vật này. Vâng, rất nhanh. Từ nội dung vật dân tộc Đô Khánh chuyển sang thi chạy 100m luôn. Rất nhanh, rất khôn ngoan. Hai đội tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa sới. Ban tổ chức tôi xin mời ông Đô Đức ở Bắc Ninh đã nhất thắng một kèo ở đèo thường trở về. Vâng, rất tiếc cho đồng phụ vừa rồi kỹ thuật sử dụng thì trọng tài đã ra ký hiệu trước khi kỹ thuật được tung ra. Nếu như kỹ thuật đó ở giữa sới thì phần thắng đã có thể công nhận cho đồng phụ rồi. Vâng, như vậy ban tổ chức xin tuyên bố Đô Đỏ nhị thắng giải 3 phụ. Từ Sơn xin vào theo. Mời Đô nghe hiệu lệnh cho tài chống và thủ tục xe đài. Giải 3A Đô Lực, xin lỗi, Đô Lộc Nghệ An nhất thắng, xin lỗi hạng nhị thắng gặp Đô Cường Đồng Kỵ xin vào theo, đề nghị hai đô chuẩn bị trang phục. Đây là kêu vật thứ hai của lèo thường với trang phục quần đen tai đỏ là ông Đô Đức ở Bắc Ninh đã nhất thắng một kêu, với trang phục quần trắng tai xanh là ông Đô Nam ở Từ Sơn xin vào phá. Vậy ban tổ chức tôi thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi kêu vật này. Thank you.
ban tổ chức chúng tôi xin đến từ Sới Bạc Nghệ An, một trong những kiện tướng quốc gia ở hạng cân 80 kg, gặp Đô Cường Sới Bạc Đồng Kỵ. Xin mời theo, mời Ai Đô nghe hiệu lệnh, trọng tài chống là cầu thủ xe đài. Vật vật chạy 2 tiếng đồng hồ. Trắng. Chạy nhiều quá xem nó chán. Vật cả buổi chiều người ta có mấy tiếng, mình chạy 2 tiếng. Trận đấu bắt đầu. Đô Lực người mang đai đỏ là một trong những kiện tướng quốc gia với chuyên môn bề dày là vật dân tộc, có những kỹ thuật sử dụng phố rất huyền truyền và điêu luyện. Nhưng năm nay về với địa phương Văn Xá, chúng tôi chưa chuẩn bị được những chiếc phố cho các đô nên phần nào hạn chế những kỹ thuật sử dụng phố của các đô. Nhưng trong buổi chiều ngày hôm qua, Đô Lực cũng đã chứng tỏ được một thế nào là kiện tướng quốc gia. Rất khôn ngoan. Trong buổi chiều ngày hôm qua, Đô Lực cũng đã thắng đô một đô của Thái Bình nặng tới 125 cân. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là keo vật tranh giải ba hội xuân 2023 của chúng tôi, với trang phục đai đỏ quần đen nóng Đô Lực ở Nghệ An đã nhị thắng, và với trang phục đai xanh quần xanh nóng Đô Cường ở Đồng Kỵ xin theo khóa và xin thông báo để bà con cô bác quý vị tiện theo dõi. Hãy đồ tiếp tục. Tiếp tục sang sau rồi, khóa được một chân. Vâng. Làm gì không? Chưa được, vẫn còn một chân trên mặt sới. Xin toàn thể nhân dân lời chào vỗ tay thật to thật rộn rã để cổ vũ cho Ai Đô. Làm gì không? Vâng. Đúng là một trong những kiện tướng quốc gia. Với kỹ thuật trọng tài là ông Đô Kỳ ở Ninh Bình đã nhất thắng một keo. Bên tay trái trọng tài là ông Đô Hiếu ở Hải Phòng, xin vào theo để nghe ông trọng tài cho ông Đô xe đài và thi đấu cho. Đây là keo vật đầu lèo 2. Với trang phục quần xanh đai đỏ là ông Đô Kỳ ở Ninh Bình đã nhất thắng một keo. Với trang phục quần đen đai xanh là ông Đô Hiếu ở Hải Phòng, xin vào theo. Vậy ban tổ chức chúng tôi thông báo để bà con có bác tiền theo dõi keo vật này. Sau keo vật này thì ban tổ chức chúng tôi xin mời ông Đô Long ở Hà Tây giữ lèo thường trở về trước sân đài. Đã có đô nữ là Thanh Nương ở Bắc Ninh xin vào theo, đề nghị Ai Đô chuẩn bị. Vâng, rất khỏe. Là ông Đô Long ở Chào xin giữ. Với bên tay trái trọng tài là ông Đô Huy ở Bắc Ninh xin theo. Vậy ban tổ chức tôi trên bầu ông Đô, ông trọng tài cho Ai Đô trên này và thi đấu chưa? Vâng, đây là những gương mặt thân quen tại quê hương Văn Xá chúng ta. Và ngày này năm ngoái, ông Đô Long, người thị trấn Chờ, cũng đã ghi tên mình trên bảng vàng quê hương Văn Xá chúng ta ở giải nhất
liệu rằng năm nay Đô Long có làm mưa làm gió như những gì Đô Long đã làm ở năm 2021 hay không? À, xin lỗi 22. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Còn Đô Huy là một trong những đô cũng đã đóng góp và cũng có tên tuổi ở làng vật. Đây là keo vật đầu tiên của giải nhất. Với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Long ở Trà Xin Thứ. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Huy ở Bắc Ninh. Xin theo bảy ban tổ chức đều chúng tôi thông báo để bà con có mắt tiện theo dõi keo vật này. Vâng, ông Đô Huy với thân hình rất to. Bên cạnh thi đấu vật dân tộc, ông Đô Huy hiện tại cũng đang kinh doanh là một trong những giám đốc nhà máy bia. Cứ mỗi buổi chiều đến là ông Đô Huy sẽ đi tất cả các cửa hàng bia để đi thẩm bia với cái bụng khổng lồ của mình. Tài xác định tình huống ở bên ngoài sới. Của giải nhất với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Long ở Trà Xin Thứ. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Huy ở Bắc Ninh. Xin vào phá bảy ban tổ chức đều chúng tôi xin thông báo để bà con có bắt tiền theo dõi kêu mặt này. Tổ chức chúng tôi xin mời ông Đô Phục ở Đông Anh đã nhị thắng hai keo ở giải 3B trở về ban tổ chức đã có Ngô Lam và Bắc Ninh xin theo. Đô tiếp tục. Với trang phục quần đen tay xanh ăn đai đỏ là ông Đô Long ở Trà Xin Thứ. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Huy ở Bắc Ninh xin vào theo. Vâng, vừa rồi có một vị khán giả, nếu như ông Đô Huy ở Trà mà thắng trong cái bàn này thì sẽ có bó hoa là 500.000 đồng. Dạ vâng, vừa rồi là một kỹ thuật rất khó cho tay chống làm thủ tục xe này.
Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Đại diện cho các sân giới miền Bắc có những đôi xe đài theo lối hổ phục vừa ngồi. Đại diện cho các sân giới miền núi có những đôi xe đài theo lối quăng chài kéo cá. Đại diện cho các sân giới như Nghệ An, Thanh Hóa, các sân giới vùng ven biển. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo, nếu như ông Đô Đức thắng ở kéo bàn này thì một vị khán giả sẽ có phần thưởng là 1 triệu đồng. Đề nghị Đô Đức cố gắng lên. Đô Long, người mang đai đỏ cũng nhiều năm thi đấu và chinh chiến ở quê hương mất xa chúng ta. Vào năm 2022, Đô Long đã toàn thắng giải nhất. Còn Đô Đức là một trong những đôi trẻ đang học tập và thi đấu với chuyên môn là vật cổ điển. Liệu rằng Đô Đức có làm gì được không? Chưa được. Với sở trường là vật cổ điển, Đô Đức cũng là một trong những thiên tướng quốc gia ở hạng cân 85 kg. Đây là keo vật thứ hai của giải nhất với trang phục quần đen tay đỏ là Đô Long Cẩn cho. Nếu như ông Đô Đức đã thắng trong keo vật này thì có một vị khán giả sẽ có một bông hoa 1 triệu đồng để tặng cho Đô. Ban tổ chức theo chúng tôi xin yêu cầu ban ánh sáng của chương trình tắt cho ban tổ chức cái đèn nó chói ảnh hưởng cho ban tổ chức. Rồi. Liệu Đô Đức có nhấc nổi Đô Long lên trên mặt thảm hay không? Rất tuyệt vời. Và một cuộc kỹ thuật sang sau. Sử dụng kỹ thuật. Nhưng Đô Long cũng rất khéo léo đã gỡ được đòn và cõng luôn Đô Đức lên trên khỏi mặt thảm. Và như vậy Đô Long kêu ở tại 3B. Ông Đô Nam ở Bắc Ninh xin vào phá. Phải đánh yếu trọng tài sang đôi xe đài và thi đấu cho. Đây là kêu vật thứ 3 của giải 3B với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Phục ở Đông Anh đã nhị thắng với trang phục quần đen đai vàng là ông Đô Nam ở Bắc Ninh xin vào phá. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Đây là
keo với trang phục quần đen tay vàng đã ông Đô Nam ở Bắc Ninh xin vào phá. Nếu như ông Đô Nam thắng trong hiệp này thì một vị khán giả sẽ có một bó hoa trị giá 500 đồng. Kêu vật này xin mời hai đô của giải nhì Đô Kỳ và Đô Cảnh chuẩn bị trang phục. Ra ngoài rồi. Đại nghị ông trọng tài cho hai đô tiếp tục thi đấu. Ngoài rồi, rất tiếc cho Đô Lam. Giải lao để cho Đô Lam. Trước khi thi đấu xin toàn thể nhân dân nổ tràng pháo tay thật to thật rộn ra chào đón Đô Nghiêm Đình Cảnh. Và ban tổ chức trân trọng giới thiệu ở giải nhì giữa Đô Kỳ sới vật Linh Bình người nhất thắng gặp Đô Nghiêm Đình Cảnh sới vật Nghiêm Xá siêu theo. Hai đội nghe hiệu lệnh cho tài chống làm thủ tục xe này. Đô Nghiêm Đình Cảnh là một trong những đôi đã gắn bó rất nhiều năm tại quê hương Nghiêm Xá chúng ta. Với cái duyên của mình, ông Đô Nghiêm Đình Cảnh được nhân dân quê hương thôn Vân Xá chúng ta rất yêu thương và quý mến. Và mùi vị thử. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Cảnh ở Nghiêm Xá
xin vào phá. Vậy ban tổ chức cho chúng tôi thông báo để bà con có bắt kịp theo dõi keo vật này. Nếu như ông Đô cảnh thắng cho keo vật này thì ông Phương Vàng 999 có bó hoa trị giá 500.000 đồng. Và vừa rồi một vị khán giả đã có bó hoa 200.000 đồng nếu như ông Đô cảnh thắng trong keo vật này, tổng trị giá là 700.000 đồng. Nếu như ông Đô cảnh thắng trong cái vật này thì hai vị khán giả đã có bóng hoa 700.000 đồng. Vậy thông báo để ông Đô cảnh được biết. Với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Phục ở Đông Anh đã nhị thắng hai keo. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Nam ở Bắc Ninh xin vào phá. Vậy ban tổ chức tôi thông báo để bà con có bắt tiền theo dõi keo vật này. Với tinh thần thi đấu rất công hiến nhiệt huyết, đề nghị idol thi đấu tích cực dẻo dai giòn giã như những tràng vỗ tay của toàn thể nhân dân vất xá chúng tôi ban tặng cho idol. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thắng ở keo vật này thì ông Phương có phần quà 500.000 đồng, 200.000 đồng để thưởng cho Đô Phong. Đây là keo vật nèo thường với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình, xin vào giữ. Với trang phục quần trắng đai xanh là ông Đô Phong ở Gia Lâm, xin vào phá. Vậy ban tổ chức rồi chúng tôi xin thông báo để bà con có bác tiện theo dõi cái vật này. Nếu như ông Đô Phong thắng trong cái vật này thì một vị khán giả sẽ có phần thưởng một bó hoa là 200.000 đồng. Tổ chức tôi yêu cầu ông Phương ra thôi. Nếu như ông Đô Phong thắng cho cái bàn này sẽ có một vị khán giả thưởng 200.000 đồng, tổng là 400.000 đồng. Đô Phong cố gắng lên. Đề nghị Hero trở về giữa sân đài tiếp tục thi đấu cho. Ngồi của em sao được, đã nhờ rồi. Đồ đai xanh không được sử dụng cầm nắm vào đai của đô đỏ. Nếu như các đô mặc khố thì các đô có thể sử dụng các kỹ thuật phần khố. Khi các đô thắt đai để tránh chấn thương, các đô không được sử dụng vào đai. Khi các đô giật đai, chiếc đai sẽ thít vào bụng nên rất dễ gây chấn thương cho đối phương. Ngoài rồi,
Vâng, xin mời Ado nghỉ giải đáp ít phút. Sau trận thi đấu, mời Đô Thông và Đô Cảnh chuẩn bị trang phục. Đây là kèo vặt thứ 3 của giải 3B với trang phục quần đen nai đỏ đá ông Đô Phụng và Đông Anh đã nhị thắng 2 kèo với trang phục quần đen nai xanh đá ông Đô Nam ở Bắc Ninh xin vào phá. Vậy ban tổ chức đội chúng tôi xin thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi kèo vặt này. Xin vào phá. Vậy ban tổ chức theo chúng tôi thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi kèo vật này. Sang sau rồi, liệu rằng Đô Lam có nhấc nổi Đô Phúc hay không? Rất tuyệt vời. Mời idol vào giữa sới chúng tôi công bố kết quả. Miếng là miếng của Đô Lam, nhưng rất tiếc Đô Phụng cũng gỡ đòn rất nhanh. Và như vậy Đô Phụng đã toàn thắng giải 3B của quê hương đất xã chúng tôi. Xin được chúc mừng thành tích của Đô Phụng và xin chúc mừng sới vật Đông Anh tiếp tục ghi tên mình trên bảng vàng quê hương đất xã chúng tôi. Tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay giữa đôi Nghiêm Đình Cảnh, sới vật Yên Phong Bắc Ninh xin giữ gặp Đô Thông. Xin mời theo để nghe idol nghe yêu lệnh cho tài chống ở thủ tục xe đài. Nếu như là người yêu bộ môn vật dân tộc tại quê hương mất xa chúng tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra idol. Vào ngày này của năm ngoái, idol đã thi đấu tổng cộng 18 kèo, không phân định được thắng thua của giải 2. Nên ban tổ chức đã đẩy phải đành chia giải cho cả idol ở giải 2. Đô Thông và Đô Cảnh đã thi đấu. Ado, bắt đầu. Ado, ban tổ chức chúng tôi xin mời Đô Long ở Hà Tây vừa rồi có đánh với Đô Thanh Lương ở Bắc Ninh. Trở về ban tổ chức cần gặp. Ban tổ chức rồi chúng tôi xin mời ông Đô Long ở Hà Tây vừa rồi đánh với Đô Thanh Lương. Và ngoài rồi rất tiếc cho đôi cả hai đôi. Kẻ khóa người gỡ rất khéo léo. Hai đôi vào ngày này năm ngoái cũng đã thi đấu 18 kèo ở giải 2 nhưng không phân định được thắng thua. Hai đôi đã phải nhờ đến ban tổ chức chia giải cho cả hai đôi. Với trang phục quần đen nai đỏ làm gì được không? Chưa được, ngoài rồi. Và xin toàn thể nhân dân nổ tràng pháo tay thật to thật rộn rã để cổ vũ cho idol. Idol gặp nhau cũng rất nhiều sân sới, cũng rất cay nhau rồi. Nhưng về quê hương Mẫn Xá, liệu rằng idol có phân định được thắng thua hay không? Đô Thông là một trong những đôi cũng có tài, nhưng năm nay anh đang thi đấu
tại giải vô địch quốc gia lên về với quê hương đất xá chúng ta. Quá muộn nên không thể tham gia thi đấu tranh giải. Làm gì được không? Chưa được. Liệu rằng sau một năm chưa được. Xin toàn thể nhân dân ở trạm hợp viên thân tôi vui đâu. Wow, những kỹ thuật liên tục được đưa ra và những miếng gỡ cũng rất nhanh. Hai đội tiếp tục thi đấu giữa sới. Như vậy thắng thua là rõ chưa? Xin hỏi toàn thể nhân dân thắng thua là rõ chưa? Vâng, xin một tràng vỗ tay vừa rồi đã thay lời của ban tổ chức. Như vậy đấu thông thắng cuộc. Vâng, xin chia buồn. Đây là keo vặt thứ ba của giải nhì với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Kỳ ở Ninh Bình đã nhị thắng hai keo, với trang phục quần đen đai vàng là ông Đô Hùng ở Đông Anh xin vào phá. Vậy ban tổ chức kêu chúng tôi thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi keo vật này. Đô Nguyễn Hùng Kỳ sinh ra và lớn lên tại quê hương Ninh Bình. Hiện tại đang học tập sinh hoạt và tập luyện tại đơn vị Ninh Bình, là một trong những kiện tướng quốc gia ở hạng cân trên 90 kg. Làm gì không? Vâng, rất nhanh, không hổ danh là một trong những kiện tướng quốc gia và một kỹ thuật cuốn quật rất ngọt ngào. Vừa rồi ban tổ chức hội chúng tôi đã nhận được, nếu như ông Đô Phong thắng trong trận vật này, đã có hai vị khán giả thưởng là 700.000 đồng. Đèo thường với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình xin giữ, với trang phục quần trắng đai xanh là ông Đô Phong ở Gia Lâm xin vào phá. Vậy ban tổ chức kêu chúng tôi thông báo để bà con có đất tiền theo dõi kêu vào này.
hai đô và giữa sới tiếp tục thi đấu. Đây là keo vặt nèo thường với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình xin giữ, với trang phục quần trắng đai xanh là ông Đô Phong ở Gia Lâm xin vào phá. Nếu như ông Đô Phong thắng ở keo vặt này thì một vị khán giả có phần thưởng một bông hoa tươi thắm trị giá 700.000 đồng. Ông Đô Đức cố gắng lên, Đô Phong cố gắng lên. Đây là keo vặt nèo thường với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình xin giữ, với trang phục quần trắng đai xanh là ông Đô Phong ở Gia Lâm xin vào theo. Vậy ban tổ chức của chúng tôi thông báo để bà con cô bác kịp theo dõi keo vặt này. Nếu như ông Đô Phong ở Gia Lâm thắng trong keo vặt này thì một vị khán giả sẽ thưởng một bông hoa tươi thắm trị giá 700.000 đồng. Với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình xin giữ, với trang phục quần trắng đai xanh là ông Đô Phong ở Gia Lâm xin vào theo. Vậy ban tổ chức là chúng tôi thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi keo vặt này. Nếu như ông Đô Phong thắng ở keo vặt này, một vị khán giả có một bông hoa tươi thắm trị giá 700.000 đồng. Ông Đô Phong cố gắng lên. Xin vào theo. Đại diện trọng tài cho hai đội xem nào thi đấu. Mua mua lấy cái chân quay đi. Chân quay. Chân quay. Trên shopping nhé. Còn cái này đi mà đi quay rước thì có mà rung nắp có mà chóng mặt. Đây này. Đây là điện thoại của mình, là điện thoại đẻo luôn nhá. Vâng. Hiểu không? Chuyển ra cái không bị rung nhỉ. Nó tiện nhỉ. Nó còn không cần hoang, mất mấy triệu vào thì chịu khó hết nó đỡ. Đi này nó đỡ mất. Cái này bao nhiêu nhỉ? Nó khoảng độ coi như là nếu như trước mới đầu ra thì nó đây là keo vặt thứ hai của đèo thường với trang phục quần đen đai đỏ là ông chắc Đô nó Đức khoảng độ 3.3 con với trang phục quần đen đai xanh là ông Đô Nam xin vào theo. Vậy ban tổ chức cho tôi thông báo để bà con có bác tiện theo dõi keo vặt này. Nhưng mà đang quay cái này mà quay những cái không có cái này quay chối lắm, ớn hết người luôn, chất lượng hình ảnh nó kém, rung nắc mà nó noang. Cái này thì nó không bao giờ nó noang. Nếu mà chẳng hạn hết pin vẫn là sẵn sàng cắm ở đây nên. Đây
một cây nhỉ? Đây là keo vật thứ hai của Đèo Thường. Với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Đức đã nhất thắng một keo. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Nam. Xin vào theo. Vậy ban tổ chức chúng tôi chứng tỏ để bà con có bắt tiền keo vật này. Đủ đăng ký chưa? Được bao nhiêu rồi? Làm một ít video show là cố ấy. Video show kiếm đăng ký nhanh hơn. Nhưng mà qua là mình mới làm thôi. Nhưng mà tốt nhất là làm một cái kênh nó theo một cái chủ đề. Đừng qua là vật lễ hội nó là một nhân, đừng có đưa người mẫu mi này coi như các thứ ăn uống nằng nhằng vào sau hỏng hết kênh. Mình ấy, mình bây giờ lấy mãi mới được lại cái đề xuất thì bây giờ nếu như vật như này kênh của mình thì chẳng hạn như mình đăng tối hôm qua là 8:15 thì đến lúc trưa nay mình đi thì là nó mới được có hơn 4.000 lượt xem, còn là cái ba hôm trước thì mới được có khoảng 15.000 lượt xem, chưa nhiều. Nếu mà bình thường ấy, những cái kênh mà nó mấy chục nghìn đăng ký rồi ấy, mà video hay ấy, ra toàn hơn 100.000 lượt xem. Vâng, như vậy ban tổ chức chúng tôi đã mời ba ông Đô đoạt giải vào để cho phép đánh lên, nhưng ba ông Đô đều coi như xin rút. Và bây giờ chúng tôi đã tìm được hai sân, là sân Nghệ An và sân Sóc Sơn Hà Nội. Đó là ông Nguyễn Quán Lực ở Nghệ An và ông Nguyễn Tiến Linh ở Sóc Sơn. Nói chung là mới làm ấy thì kiểu gì phải là mất nhiều thời gian để học hỏi. Sử dụng kim master hay là... Đây là keo vật thứ hai của Đèo Thường với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình đã nhất thắng một keo. Với trang phục quần đen tay xanh sau ở đuôi vẫn còn quần hoa. Bắc Ninh xin vào theo. Bảy ban tổ chức tôi thông báo để bà con có bắt tiền theo dõi keo vật này. Làm kim master. Đây là coi như cắt luôn, coi như nó không bao giờ nó có đuôi. Còn có cái loài là nó không có logo thì này phải nhờ bạn bè cùng làm với nhau này này. Cùng làm YouTube đấy thì là người ta mua bản quyền rồi thì người ta cho luôn, cho mình sử dụng, cho đường link là mình tải về mình làm. Rồi. Chạy nhanh nhỉ. Hả? Mà hay đua trở về chỗ này tiếp tục kêu. Cái gì ạ? 1.000 á. Thì tùy theo chứ ở Việt Nam thấp mà. Ở Việt Nam thì một hả? Không cân đối. Không tùy theo. Đây là keo vật thứ hai của Đèo Thường với trang phục cái quần đen tay đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình. Cái mà về ẩm thực đã nhất thắng một keo với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Nam ở Bắc Ninh. Xin vào theo. Vậy ban tổ chức đấy, đấy là những cái video xuất sắc, là tính tỷ lệ là lượng người xem từ đầu video đến cuối video chứ không phải là trước khi ấn đô đức đấy, lượng người xem là vượt qua 50% hay là bao nhiêu. Ban tổ chức chúng tôi đã về cái cho phần đánh cân là một tạ 13 cân thì là thông báo là bà con cô bác không biết. Nó tùy theo bây giờ ẩm thực thì là nó cộng thêm cái tiền mua vật liệu, nó cộng thêm vào mà. Nhưng mà tốt nhất là nếu nước ngoài ấy, tốt nhất là coi như là đặt kênh hướng ra nước ngoài. Thì là 1.000 lượt xem ở chẳng hạn bên Mỹ xem cho mình ấy, thì là nó rơi vào gần 8 đô. Nó gấp mấy lần mà. Nói chung là làm ấy, nên làm 3 kênh liền. Mỗi kênh một cái thẻ sim khác nhau. Đừng làm chung vào một con gà, sau chết gà là chết. Mình có thằng bạn nó chết mười mấy kênh liền luôn. Chết một kênh là chết hết. Tự nhiên là... Nhưng mà làm mà gần 1.000 rồi thì chắc là học luật rồi chứ, đúng không? Cấm khoe những cái gà trọi nhau. Máu mê nó cũng không được, đánh nhau nhất mà bạo lực tốt nhất đừng có quay. Cái gì? Quay à? Ở đây à? Chúng không quay được quay đâu nhỉ?
sau trận thi đấu này mời Đô Lực Nghệ An, Đô Linh Sóc Sơn chuẩn bị. Một buổi như này ấy, là xong là về mình làm khoảng độ tốt nhất là được 10 video. Để là mỗi một tuần mình cho một cái. Vâng, xin báo cáo với toàn thể nhân dân hai đô này về okay, bàn ban tổ chức xin phép được thi đấu giải nhất như chuyên môn của xe đài. Đằng này bạn này chạy lắm, chán. Đô Nguyễn Bá Lực là một đô cấp kiện đứng quốc gia ở hạng cân 75 kg, với sở trường là vật dân tộc, vật suốt ngày chạy. Vừa rồi Đô Nguyễn Tất Lộc cũng đơn vị Nghệ An cũng đã toàn thắng giải 3 rồi. Liệu rằng Đô Lực có làm gì những đàn anh của mình đã làm hay không? Bất công mà. Hai đô này đô nào thắng sẽ có quyền tham gia tranh tài giải nhất. Mình làm 3 kênh. Lèo thường chẳng ăn cai nhà biết. Chỉ giá 500.000 đồng dành cho hai đô. Có nghĩa là một ôm điêu nó nhiều tứ. Chẳng hạn buổi sáng Đô Lực Nghệ An người ta nói với sở trường là nội dung vật dân tộc nên anh sử dụng thành phố cũng rất điêu luyện, nhưng rất tiếc là ban tổ chức vẫn chưa chuẩn bị được những chiếc khố cho các ông đô nên phần nào hạn chế những kỹ thuật của Đô Lực. Nó có sự cố kênh nào ấy thì mình có kênh khác nó không bị hụt hẫng. Ôi ngoài rồi, rất tiếc. Trong buổi sáng ngày hôm nay Đô Lực cũng tham gia giải toàn quốc được diễn ra tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh của chúng ta, cũng xuất sắc giành được tấm huy chương vàng danh giá cho đoàn thể thao Nghệ An. Và trong buổi chiều ngày hôm nay Đô Lực cũng kịp về chung vui với đội Bất Xá chúng ta và xin ban tổ chức tham gia tranh tài ở giải nhất. Hôm nào ra nên theo yêu cầu của các cụ cũng như toàn thể nhân dân, các đô muốn tham gia thi đấu giải các đô đều phải khảo qua các lèo thường. Ngoài rồi, chúng là đa số đợt sáng thì nhưng mà ngày đầu thì sáng thì không. Đô Linh Sới Vật Sóc Sơn ngày là một đô cũng có tài cả sáng nhé. Vào ngày này năm ngoái Đô Linh cũng đã hoàn xuất sắc ghi tên mình trên bảng vàng quê hương Bất Xá chúng ta ở giải 3. Đã quay 4 ngày vào được 10 mấy cái video, còn những cái trận mà không hay vứt bỏ. Bắt đầu Thọ Đức có nhiều giải nhất nhì ba, sau về một giải anh tài, một giải nữ, lại giải ngoài là trong thôn mấy triệu ở trong thôn rất nhiều giải. Trọng tài nhắc hai đô sử dụng tay gáy không phải đúng luật, không được tát gáy đối phương như vậy. Hai anh ngược trông hai lắm không? Thằng này chắc hai đô đều là những đô có tài nên rất dè chừng những kỹ thuật cũng như miếng đánh của đối phương. Ngoài rồi, rất tiếc. Và sau kéo vật này thì ban tổ chức chúng tôi xin mời đô Trang là đô nữ và đô Cường ở Đông Anh đề nghị hai đô vào để tiếp tục thi đấu. Con này bộ nhớ trong được bao nhiêu? 128 đấy, đi quay thoải mái. Quay rồi, hai đồ tiếp tục. Với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình đã nhất thắng một kèo. Với trang phục quần đen đai xanh là ông Đô Nam ở Bắc Ninh xin vào phá. Vậy ban tổ chức cho chúng tôi thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi kèo vật này. Ăn được nhỏ thì vất nha. Ôm ở chân sáng, ôm ở chân sáng quái thằng nó còn nhỏ hơn thằng này cơ, mà nó vật nổi thằng béo ấy.
nó độc tuột trường. Còi nha, còi ấy. Nhắc hai đồ thi đấu tích cực, sử dụng các kỹ thuật để tấn công. Nhỏ người, nhỏ con đi nhanh. Đây là keo vặt thứ hai của Lèo Thường với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình đã nhất thắng một keo. Với trang phục quần đen đai xanh là ông Đô Nam ở Bắc Ninh xin vào phá. Vậy ban tổ chức của chúng tôi thông báo để bà con cô bác tiền theo dõi keo vật này. Nó ghim được đầu không ạ? Tiếp tục. Vâng, xin toàn thể nhân dân nổ tràng pháo tay thật to để cổ vũ cho trọng tài trống. Rất tuyệt vời. Liên tục thúc trống cho idol thi đấu tích cực và nhắc idol thi đấu tích cực tìm các miếng đánh, dùng các kỹ thuật để tấn công. Đồ tiếp tục. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ông Toàn bà Thắng, gia đình ông Luật và Hằng đã ủng hộ cho giải vận năm nay. Xin chúc gia đình các ông bà luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Đây là keo vặt thứ hai của Lèo Thường với trang phục quần đen đai đỏ là ông Đô Đức ở Thái Bình đã nhất thắng một keo. Với trang phục quần đen đai xanh là ông Đô Nam ở Bắc Ninh xin vào phá. Vậy ban tổ chức theo chúng tôi thông báo để bà con cô bác tiền theo dõi keo vặt này. Vật này là một tay ấn đầu là được phép, còn đấy, hai tay là không được. Hai tay là không được chứ. Một tay là được. Như là hai tay là không được. Thôi, không cùng với các kỹ thuật để tấn công đối phương. Rất nhiều các kỹ thuật có thể sử dụng trong khu vực giữa sới. Chưa được. Mời ai đô giải lao. Để bà con có bắt tiền theo dõi keo vật này.
Nam ở Bắc Ninh xin vào khóa. Vậy ban tổ chức tôi thông báo để bà con có mắt tiện theo dõi keo vật này. Này hôm nào vào đồng 4 vật hay là ra đèn đô vật. Nó trùng hàng ngày thì... Hôm ở Tòa Đức giải anh Tài sao anh nào lấy được. Mình về trước không xem giải anh Tài. Thế anh muốn xem em bật không? Ừ. Bật nhiều ấy. Xem kể cả đầy chỗ trần sáng cho các thứ thì nếu như cọc thì nhiều lắm. Ngay như tôm ấy cọc thơm hai cọc từ nhất hai đồ thì đồ tích cực dùng các mình đánh để tấn công đối phương. Đấy, nói chung là mặt thì nhiều người thích chứ không phải là mặt thì nó đúng mức câu là không nào à. Nếu gọi là vật, môn thể thao truyền thống thì vật nhiều người thích. Các bạn nhiều. Đây là keo vật thứ hai của Đèo Thường với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Đức đã nhất thắng một keo. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Nam ở Bắc Ninh. Xin vào theo. Vậy ban tổ chức tôi thông báo để bà con có bắt tiền theo dõi keo vật này. Thì sợ bắt tay rồi. Ở Vĩnh Phúc nay tay đấy không phải. Hai đội thi đấu rất nhiều hiệp nhưng chưa phân định được thắng thua. Hai đội tiếp tục. Bắt tay rồi. Bắn được ấy. Tê tay ở Vĩnh Phúc nay không về à? Ở Vĩnh Phúc nay tay đấy không về à? Quay nhiều tay quánh ở Tòa Đức quánh miếng đẹp lắm. Hay. Của Leo Thường với trang phục quần đen tay đỏ là ông Đô Đức đã nhất thắng một keo. Với trang phục quần đen tay xanh là ông Đô Nam xin vào phá. Vậy ban tổ chức này của chúng tôi thông báo để bà con cô bác tiện theo dõi keo vật này. Nhớ của mình nhá, bây giờ là cái kênh mà mình hay đi mà quay chùa chiền ấy, nếu mà phát trực tiếp về thi đấu tích cực, về dính đoạn nào cắt đoạn đấy, phát trực tiếp luôn. Dính đoạn nào cắt đoạn đấy. Còn nó cứ thi đấu như thế này rất nhiều khả năng idol này phải ăn chia phần trăm chia giải, nên mà mình không nghe mình cắt thì ăn hát. Trong vật dân tộc trên khuôn khổ các lễ hội làng là như vậy, không cân trọng lượng cơ thể các vận động viên, không tính lứa tuổi, vài chục giây không tính thời gian. Còn khi thi đấu do liên đoàn vật tổ chức, các đô sẽ thi đấu theo lứa tuổi, theo hạng cân, sẽ thi đấu theo thời gian, thi đấu trong hai hiệp, mỗi hiệp 5 phút, nghỉ giải lao 1 phút. Nếu như không phân định được thắng thua, các đô sẽ phải bước sang hiệp thi đấu hiệp phụ 4 phút. Kết thúc 4 phút thi đấu hiệp phụ không phân định được thắng thua, tổ trọng tài sẽ xét biên bản thi đấu xem đô nào bị nhắc nhở hay bị cảnh cáo. Nếu như nhắc nhở và cảnh cáo bằng nhau, các đô sẽ phải đứng lên bàn cân, đô nào nhẹ cân hơn là đô đó thắng. Đó là luật của vật dân tộc do liên đoàn vật ban hành và sửa đổi bổ sung năm 2021. Còn khi các đô vật trên khuôn khổ các lễ hội làng, các đô không tính trọng lượng cơ thể, không tính lứa tuổi, chỉ cần các đô có đủ sức, đủ tài, các đô đều có thể tham gia thi đấu.
không có miếng đánh nhẹ đánh lâu. Nhắc hai đô thi đấu tích cực, tìm các kỹ thuật để tấn công. Do điều kiện thời gian có hạn nên đề nghị các đô thi đấu tích cực khu vực giữa sới, tìm các kỹ thuật để tấn công, phân định thắng thua khu vực giữa sới. Bóng đá hết giờ luôn rồi. Đá. Ừ. 12 đô nghỉ giải lao. Xin mời 2 đô của giải nhất. Xin mời. Tao đây xong rồi. Tao đây xong rồi. Bước thì sao nào?